Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của bản thân mình trong việc giải quyết cái vấn đề mất tập trung khi mà mình làm việc. Sẽ có những lúc khi mà mình ngồi vào bàn làm việc, mình cảm thấy rất là phân tâm và không biết là như thế nào để mà mình có thể giải quyết được và tập trung trở lại. Nếu mà chúng ta biết được cái cách xử lý nó thì chúng ta sẽ có thể lấy lại sự tự chủ trong công việc rất là nhanh. Trong cái suy nghĩ của chúng ta có hai loại, đó là trạng thái suy nghĩ tập trung. Khi mà chúng ta tập trung suy nghĩ và làm việc để làm một cái việc gì đó thì lúc đó chúng ta thường không có để ý đến những cái vấn đề khác. Cái cách suy nghĩ thứ hai đó là trạng thái suy nghĩ phi tập trung, là những cái dòng suy nghĩ nó cứ lan man từ cái này đến cái khác, quá khứ, hiện tại, tương lai, việc của người này, việc của người khác, và chúng ta không có kiểm soát được những cái dòng suy nghĩ này. Thì khi mà chúng ta đang ở trạng thái suy nghĩ phi tập trung á, thì chúng ta sẽ không thể nào làm việc hiệu quả được, và nó sẽ gây cho chúng ta cái trạng thái là sao lãng trong công việc. Nếu mà chúng ta đang ở trạng thái suy nghĩ tập trung á, mà chúng ta lại chuyển sang cái trạng thái suy nghĩ không tập trung, thì nó sẽ mất khoảng 10 đến 18 phút để mà chúng ta có thể quay lại cái trạng thái tập trung làm việc. Mà các bạn cũng biết đó, cái việc mà tập trung đó rất là khó. Còn để mà chúng ta suy nghĩ phi tập trung thì chúng ta rất là dễ dàng bị các cái yếu tố bên ngoài chi phối. Ví dụ như là bạn đang làm việc tập trung rồi bạn thấy có vẻ là hơi mệt, bạn chỉ cần cầm điện thoại lướt một dòng Facebook. Thì như vậy khi mà bạn chuyển trở lại cái trạng thái từ phi tập trung sang tập trung thì bạn sẽ mất ít nhất là 10 phút để trở lại cái trạng thái suy nghĩ mà bạn cần. Hoặc là lúc đó bạn có một cái tin nhắn, hoặc là bạn có một cái cuộc điện thoại. Cho nên cái việc mà giữ cho đó của chúng ta tập trung vào cái suy nghĩ và tập trung vào cái vấn đề thì nó rất là khó. Vậy cho nên á, nếu mà bạn đang cần phải giải quyết hay là xử lý một cái công việc nào quan trọng, bạn cố gắng làm cho cái suy nghĩ của mình nó ở trạng thái là suy nghĩ tập trung. Nếu mà chúng ta biết được là chúng ta bị cái vấn đề nào làm cho chúng ta mất tập trung thì chúng ta có thể kiểm soát nó. Ví dụ nếu mà bạn thấy là bạn có thói quen hay sử dụng điện thoại hay là sử dụng mạng xã hội ấy, thì chúng ta có thể cài đặt những cái ứng dụng về kiểm soát thời gian ở trong đó, chẳng hạn như là 1-2 phút, hay là bạn có thể nói với bản thân mình là mình hãy làm xong công việc này đã rồi sau đó chúng ta mới được nhìn vào cái trang web mà chúng ta cần kiểm tra những cái thông tin yêu thích của mình. Hoặc là chúng ta cần phải nói với bản thân mình rằng bây giờ chúng ta cần phải xử lý công việc trước, rồi sau đó thì chúng ta mới nên giải trí một lát bằng điện thoại, ví dụ như thế. Bây giờ các cái app điện thoại nó cũng có những cái hỗ trợ để mà chúng ta có thể kiểm soát được thời gian sử dụng điện thoại, thì như vậy á, bạn có thể đỡ sẽ mất nhiều thời gian vào trong những cái chương trình mà nó không có hữu ích cho bạn. Bởi vì cái việc mà tập trung thì nó khó, chứ còn cái mà làm cho chúng ta phân tâm, những cái yếu tố gây cho chúng ta phân tâm thì rất là nhiều. Vậy cho nên á, cái thứ nhất là bạn phải xác định yếu tố nào làm cho bạn phân tâm và làm cho bạn bị mất thời gian nhiều, thì bạn nên có cái cách kiểm soát đối với nó. Còn cái vấn đề số 2 đó là nếu mà chúng ta đang thấy rằng là mình đang ở cái trạng thái phi tập trung hoặc là cái trạng thái lan man á, thứ nhất á, là bạn phải thừa nhận rằng là bản thân bạn đang ở trong cái trạng thái suy nghĩ không được tập trung như vậy, và bạn sẽ cố gắng kiểm soát lại cái sự tập trung về cho mình bằng cách nào. Lúc đó chúng ta có thể tập trung vào hơi thở. Các bạn có biết cái cách tập trung vào hơi thở, nghe thì nó có vẻ đơn giản nhưng mà nó lại là một biện pháp rất là hiệu quả để đầu óc của chúng ta không có bị rối bời vì những cái suy nghĩ mà chúng ta không kiểm soát. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, và đặc biệt là những cái việc mà nó xảy ra không theo như mong muốn của mình á, nó làm cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta bận tâm rất là nhiều, và điều đó làm cho chúng ta không thể nào tập trung vào công việc.